Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẹo để tính nhẩm nhanh căn bậc 2 của một số trong vài giây. Trước đây, mình đã có một video về mẹo tính nhanh căn bậc 3 của một số. Và việc cơ bản đầu tiên là, chúng ta sẽ cần nhớ đến là lập phương của 10 chữ số tự nhiên đầu tiên. Tương tự ở đây, ta sẽ cần ghi nhớ bình phương của 9 số tự nhiên đầu tiên. Các bạn còn nhớ chúng chứ? Và mình sẽ viết chúng ở đây. Chú ý, kết thúc ở mỗi kết quả sẽ là một con số. Và ta cần lưu ý các con số này. Như ở đây lần lượt sẽ là 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Hãy cùng xem một ví dụ. Căn của 1369. Ở đây ta thấy chữ số cuối cùng của số này là 9. Hãy nhìn vào bảng bên phải. 9 ở đây là kết quả của 3 bình phương hoặc 7 bình phương. Như vậy, đáp án của chúng ta sẽ có số 3 hoặc số 7 ở vị trí cuối cùng. Ta sẽ ghi nó ở đây. Tiếp theo ta sẽ bỏ qua 2 chữ số cuối cùng là 69. Ta xét qua số 13. Hãy so sánh 13 với bình phương của các số bên phải. 13 lớn hơn 3 bình phương bằng 9 và 13 nhỏ hơn 4 bình phương bằng 16. Nên ở đây, ta chỉ cần lấy số có bình phương nhỏ hơn liền kề. Hay ở cận dưới. Như vậy, đáp án sẽ là 3 ở đây. Điều ta cần tìm tiếp theo là chữ số thứ 2. Nó sẽ là 3 hoặc là 7. Để chọn được số tiếp theo, ta hãy nhân số đầu tiên chúng ta tìm được với số lớn hơn ngay sau nó. Tức là lấy 3 nhân với 4, sẽ bằng 12. Nhận thấy 12 nhỏ hơn số 13 ở đây. Nên số thứ 2 ta sẽ chọn số lớn hơn và đó là số 7. Tức là khi tích của số thứ nhất nhân với số lớn hơn, liền kề nó mà nhỏ hơn số còn lại thì ta chọn số thứ 2 là số lớn hơn. Và ngược lại. Vậy đáp án là 37. Các bạn đã hiểu. Hãy cùng thử làm một ví dụ khác nhé. Căn bậc 2 của 8836. Hãy xem, chữ số cuối cùng ở đây là 6. Vậy, chữ số cuối cùng của đáp án sẽ là 4 hoặc 6. Tiếp theo, bỏ 2 số 36 ở cuối ta còn lại 88. 88 lớn hơn 9 bình phương bằng 91 nên chắc chắn số đầu của đáp án là 9. Và 9 nhân 10 bằng 90 lớn hơn 88 nên chữ số thứ 2 ta sẽ chọn số nhỏ hơn là 4. Vậy đáp án là 94. Hay một ví dụ khác là căn bậc 2 của 784. 4 là bình phương của 2 hoặc 8. Vậy đáp án có 2 hoặc 8. Tiếp đến còn lại 7, ta chỉ cần chọn số có bình phương liền kề nhỏ hơn 7. Tức là 2. Và 2 nhân 3 bằng 6. 6 nhỏ hơn 7 nên ta sẽ chọn số lớn hơn là 8. Kết quả chính xác là 28. Các bạn đã hiểu cách tính này, rất đơn giản phải không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.